Rồi, dạ vâng, em Thịnh Bến Tre chào bà con nha. Trước mắt em bà con mình là xe Innova 2008 form mới rất là đẹp anh chị nha. Lên full luôn rồi, 4 mâm 4 vỏ mới, đăng kiểm mới, sơn xi đẹp. Anh em mua về sẵn đi. Đó, chất xe rất là liền xe nha anh chị nha. Chỉ 175 triệu, bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu. Hỗ trợ giao lưu, hỗ trợ cho đội với bà con. Bên em Thịnh thì rất là nhiều dòng xe, anh chị em mình có thể qua tham khảo nè, lái thử chạy thử nè. Cứ lựa ha, Innova này bên em còn rất là nhiều nha. Anh em nhìn nè không? Đó nè không? Ngoài đây, ngoài kia, bên kia nữa nè. 2014, 2013, 2015, 2007, 2006, 2008, bản G, bản G có đủ anh em nha. Em này là bản G lên full G, bao gồm đèn mới nè, biển số cũng dễ nhìn nè anh chị ha. Ga lăng tích hợp xi nhan gương nè, 4 mâm 4 vỏ gì cui luôn nè anh chị ha. Mâm rất là đẹp, anh em mua về đi ngay thôi. Dạ, xe đã dán phim chích nhiệt rồi luôn và đăng kiểm mới rồi luôn nha. Gầm xe thì khỏi phải chê anh em ha, quá đỉnh luôn rồi. Đó, anh em không? Đó, vỏ bọng mới tinh luôn nè. Lòng dè má dè chụm hết à. Lòng dè má dè rất ư là ok nè anh em không? Đó, biển Sài Gòn dễ đi. Đó, anh em không? Dàn ghế, dàn bọng nè, trần la phong hai dàn lạnh luôn nè anh chị, đã lên full luôn rồi. Sàn mình đã dán mới luôn anh chị ha. Anh em mua về đi ngay thôi. Bon điện cũng còn đầy đủ không? Đó. Giá bây giờ cũng rất là rẻ, anh chị có 175 thôi. Mà anh em mình ví dụ kẹt tiền, anh em mà không đủ tiền, anh em mình cứ đưa em tầm khoảng chừng 150, 160 gì đó em cho lấy xe ha, cho nợ là 10, 15, 20 triệu ha. Đó, còn hoặc là anh em mua góp thì qua bên công ty tài chính, bên của Hạnh, của Dắt thì bên đó sẽ được hỗ trợ anh em mình chăm. Ví dụ xe này bán 175, anh em mình chỉ cần đưa 75 triệu lấy xe về. Nếu hồ sơ đậu, hồ sơ anh em mình ví dụ ở trong những cái tỉnh miền Tây gần gần đây lên hồ sơ dễ đậu ha anh em ha. Thì anh em mình có nhu cầu mà mua góp thì liên hệ cho Hạnh qua số là 0393678727. Anh em cứ inbox trực tiếp cho Hạnh qua Zalo, gửi căn cước, gửi bằng lái chiếu sao, gửi số điện thoại để nhân viên nó tư vấn ha. Nếu mà nhân viên có tư vấn chậm trễ anh em mình có thể gọi luôn cũng được ha. Đó. Còn anh em mình góp không đậu thì qua em gặp Thịnh đi, Thịnh cho nợ là 10 20 triệu gì đó cũng được. Đó, máy gầm em sơn xi đẹp, dàn ghế, dàn nội thất cũng quá là ok rồi. Màn hình Android, chìa khóa lốp cửa từ xa, vô lăng G luôn chị nha. Đó, xe này nói chung thì được cái nó đầy đi xe và đẹp. Keo chỉ cũng còn đầy đủ nè anh chị ha. Máy gầm êm nha, bao xài bao chạy anh em có thể qua test thử lấy thử thoải mái nha. Như cái mẫu này anh đang để cho anh em mình 170 nữa nè anh chị ha. Em cũng còn mấy xe giống bản Di này nhiều lắm, bản Di này còn tới 4 5 xe anh chị nha. Di mà 2 là 7 là 8 em còn nhiều. Anh em qua lựa chạy thử lấy thử nha. Còn hoặc là em có dây nữa nè, em có dây, em có Jolly, em có Highlander, Everest thì quá trời luôn á. Anh em qua lựa thoải mái. Rồi bây giờ để đó, em vô nổ máy cho anh em mình xem nè. Màn hình Android chà bá luôn nè anh chị ha. Số nè, cũng số G luôn nè anh chị, lên full hết trơn rồi. Tắt tầm tật rồi. Nói chung là xe cũng khá là liền xe và đẹp anh chị ha. Kính bấm trợ lực nhẹ, vô lăng rất là nhẹ luôn nè anh chị. Màn Android chà bá luôn ha, hồi sử dụng và chạy ha, về chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập cũng được. Nói chung thì giá này giờ nó cũng quá ứ là ok anh em nha. Bên mình thì Innova nhiều lắm, anh em qua lựa vô tư. Anh em nhìn nhận máy nè, máy móc rất là sạch sẽ anh em ha. Xương đầu nè. Bình nè. Thôi cái bình là mất hai cặp luôn nhưng mà vẫn sát lẻm à. Bình xanh nha anh em nha, xanh lè luôn nè. Không, xanh là bình còn tốt, bình đỏ là bình nó yếu rồi anh chị, chỉ anh chị mình xem ha. Đó, mua xe thấy bình đỏ là xe cái bình nó muốn hư rồi đó. Anh em chuẩn bị tinh thần là mua bình mới tốn khoảng 1 triệu hơn á. Dây phim là mới thay mới luôn rồi nè anh chị ha. Em này được cái máy quá chất anh chị nha. Máy rất ư là êm nha. Không một miếng hơi miếng khói luôn. Nếu mà xe này có đổ hơi đổ khói em sẽ tặng chiếc xe này cho anh em mình nha. Gikuro hay mới luôn rồi. Anh em mua về đi ngay thôi. Giá thành cực kỳ tốt, hợp lý, yêu dấu luôn. Đó, 175 còn giảm còn bớt, có xe mà có bớt, có chạy thử là có bớt luôn. Rất là nhiều dòng xe nha. Anh em mình lưu ý nha, qua lựa chạy thử vô tư nha. Rồi anh em nào thấy được thì alo cho em qua số 0866 6789 71 gặp Nhân, 0834 33 3371 gặp Cường. Cảm ơn và chúc cho anh em mình thật nhiều sức khỏe. Và anh em nào chưa đăng ký kênh vui lòng bấm nút đăng ký để cập nhật nhiều video hơn từ em Thịnh Bến Tre nha.